Rồi, 1, 2, 3, bơi nhìn này. 1, 2, 3. Đây, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện, trợ giúp, phá hoại của một nhân vật này. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Lai Reading. Trong video ngày hôm nay thì mình cùng đến với chuyên mục dọn nhà đón Tết. Hôm nay đã là 28 Tết rồi và ngày hôm nay mục tiêu của tụi mình sẽ là dọn cái kệ sách này nha mọi người. Đây là nhân vật mới xuất hiện trong video của nhà Lai ngày hôm nay. Và tại vì có bé này ở nhà nên trong video có lẽ sẽ có một số bạn hơi ồn, một số tiếng động kỳ lạ. Thì mọi người hãy enjoy nha, kệ nó đi. Rồi, bơ hello mọi người đi. Hello. Vậy nha, bây giờ thì mình cùng bắt đầu đến một chương mục của ngày hôm nay thôi. Let's go. Mọi người thấy cái kệ truyện tranh ở phía trên kia không? Trước khi mình về thì mẹ đã sắp một số truyện tranh lên đó rồi. Mà đó đều là những truyện tranh mà chị em mình hay đọc ấy. Nên bây giờ tụi mình sẽ đổi chỗ lại vị trí của các kệ một chút. Thì đầu tiên để làm cái việc này thì tụi mình phải lôi hết truyện tranh xuống đã. Bắt đầu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Đây đây, chị em mình vừa mới dọn hết sách từ trên kệ xuống. Mọi người nhìn cái thành quả này. Ôi, một căn phòng toàn là sách là có thật nha mọi người. Rất là nhiều sách ở đây. Đây, hôm nay tụi mình có một nhân viên làm việc rất chăm chỉ về siêu nhiều phá hoại. Đó, thì bây giờ đầu tiên là tụi mình cần phải lau sạch cái đống kệ này. Ôi trời, nhà mình siêu nhiều bụi mọi người, thấy không? Trong phòng mà bụi kinh khủng như thế này. Khi mà lau xong rồi thì tụi mình sẽ bắt đầu sắp xếp sách theo từng thể loại, tác giả. Chắc là không xếp theo màu sắc đâu mọi người. Sắp theo màu sắc thì nó hơi sai trái một chút. Bây giờ thì tụi mình tiếp tục hay lau kệ. Giờ thì mình sẽ bắt đầu xếp sách lên kệ ở phía trên này trước này mọi người. Những cuốn sách mà tụi mình rất ít khi đọc và hầu như chẳng bao giờ đụng đến ấy. Đó là tuyển tập hoa học trò đồ các thứ ngày xưa, trải sự cho tâm hồn nè, nhật ký công chúa nè, rồi mấy cuốn như là MacCabot, rồi dành cho tụi teen ấy. Thì đây đều là những cuốn mà ngày xưa mình rất là thích hồi còn đi học. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì không có đọc nữa nên là mình sẽ xếp hết những em ý lên những tầng cao nhất của kệ. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. Bây giờ thì em kệ của mình đã xinh đẹp hết bụi và rất là sạch sẽ. Nhưng tụi mình gặp một vấn đề khác, đó là sách mọi người. Cực kỳ bụi luôn, kiểu như là tầm hơn nửa năm rồi mình mới về nhà và ít lau kệ sách. Trước đó thì hay lau tầm một tuần một tháng kiểu vậy, nhưng mà bây giờ đợt này thì quá là lâu không về nhà nên là sách bị bụi kinh khủng bụi luôn. Mọi người thường hay hỏi Lai ấy là Lai bảo quản và lau chùi sách như thế nào ấy. Nếu mà các bạn cần lau sách bị bụi ấy, các bạn chỉ cần chuẩn bị một tờ khăn giấy nè, hoặc là một chiếc khăn gì cũng được, nhúng vào một ít nước, chị làm cho khăn hơi ẩm ẩm một chút thôi, sau đó mình lấy khăn đó mình lau cái bìa sách nha mọi người. Thì cái nước ở trên khăn nó sẽ giúp cho tụi mình lau sạch đi bụi mà nó lại không làm ẩm bìa sách. Còn về cách bảo quản, nó thật ra Lai không có làm gì hoành tráng để bảo quản sách hết mọi người. Sách thì Lai cũng không có dùng bọc kính hay gì luôn, chỉ để bìa như thế này thôi. Sau đó thì xếp lên kệ. Nhờ mọi người chú ý lúc mà xếp vậy, tụi mình nên cách tường ra một chút ha, để cho nó khỏi bị ẩm. Lai thì không có bảo quản sách quá kỹ, mình cũng chưa từng đi phơi sách luôn. Và trong phòng mình thì mình sử dụng máy lạnh. Mẹ có sắm cho mình một xíu mấy cái bịch mà hút ẩm á, mình cũng để đó thôi, nhưng mà mình cảm giác nó cũng không tác dụng gì lắm. Đó thì Lai để sách dùng máy lạnh bình thường nhưng mà nó cũng không có vấn đề gì hết. Nên là Lai cũng không biết chỉ mọi người cái cách mà bảo quản sách như thế nào nữa. Cũng may là hôm nay có hai em mình ở nhà và hai em mình phụ mình, nên là mình có thể để cho hai em lau sách nhà, còn mình chỉ phụ trách việc xếp lên thôi, rất là nhanh nhé mọi người. Lần này thì Lai sẽ ưu tiên xếp hết manga lên kệ phía bên này, tại vì đợt này tụi mình rất là mê manga và chủ yếu đều đọc manga thôi. Còn sách thì tụi mình sẽ phân chia ra những kệ khác nhau, để coi cái ô nào còn trống thì mình sẽ chia mình để sách, còn lại mình vẫn ưu tiên manga. Bây giờ thì tụi mình tiếp tục xếp sách ha. Đây, điên chết. Ô cuối cùng này mình vẫn ưu tiên xếp những em sách siêu to khổng lồ trước, tại vì những em này cực kỳ nặng ấy mọi người. Mình thường ưu tiên xếp sách nặng ở
tầng dưới cùng của kệ. Và đặc biệt những em này ấy, nếu mà tụi mình bê lên ấy, thì không khác gì tập tạ. Nên là mọi người hãy giảm thiểu cái sự mệt khi mà mình dọn kệ ha. You keep struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Mọi người ơi, mình vừa phát hiện ra là tại vì nãy giờ tụi mình cứ để chuyện tranh lung tung ở dưới đất ấy, xong rồi lúc mà tụi mình cần xếp lên kệ, nó cứ lộn tùng phèo bằng đấy tập và không biết là tập nào đang ở góc nào và cực kỳ mệt luôn. Vậy nên là bây giờ tụi mình mới quyết định là cứ lên tập nào lau xong ấy, là sẽ xếp riêng bộ đó ra một góc trước. Sau đó nếu mà cần xếp vô ở ô nào đó thì cứ bưng nguyên cái bộ đó bỏ vô đó. Như vậy thì sẽ nhanh hơn. Vậy nên cái lúc mà mọi người bỏ chuyện xuống hoặc là lúc mà mọi người trước khi mọi người xếp lên kệ ấy, thì hãy sắp sẵn theo một bộ ha, để khỏi bị rối tung rối mù lên. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches. Chờ mọi người, tụi mình đã dành chắc phải 4-5 tiếng gì đó chỉ để xếp chuyện tranh với mọi người. Trời ơi, kinh khủng. Vậy là bây giờ thì mình đã biết 1 năm qua tiền của mình nó đã đi đâu với mọi người. Cái sự xa xỉ phẩm này. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đến sách. Thật ra là sách bây giờ cũng là một vấn đề hơi là to bự. Tại vì vừa phải lau bụi nè, vừa phải xếp lên. Mà chuyện tranh thì tụi mình xếp gần hết nửa cái kệ luôn rồi. Để coi coi tụi mình có cách nào để mà xếp sách tiếp không ha. Bây giờ thì tiếp tục hơi bị phê phê rồi đó. Embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief, there's something that'll have what you need. Ta-da! Bây giờ là gần 8 giờ rưỡi và Lai và các em cũng đã dọn xong chiếc kệ rồi nè mọi người. Lần này thì kệ nhà Lai đã có một diện mạo hoàn toàn mới để lại cho mọi người có thành quả ha. Đây là kệ nhà mình khi mà nhìn tổng thể. Có lẽ do đợt vừa rồi Lai bác cũng khá nhiều sách ấy, nên đợt này mặc dù bỏ rất nhiều manga vào nhưng chiếc kệ vẫn vừa đủ với mọi người. Để Lai cho mọi người coi chi tiết từng ô thì Lai sẽ để những sách nào ha. Đây ở phía ô bên này sẽ là các sách từ các tác giả phương Tây, chủ yếu đều là tiểu thuyết thôi mọi người. Ngoại trừ có mỗi ba cuốn này là nó to quá không thể để vừa bên kệ kia nên Lai để tạm ở đây luôn. Đó, một ô rất là bự. Tiếp tục bên này là các sách self-help, kỹ năng, sách kinh tế đồ các thứ nè, cũng khá là nhiều đó. Bên này là văn học Hàn. Tiếp tục bên này là manga. Ban đầu thì Lai định là để toàn bộ manga của nhà IPM ở bên hết cái ô bên này luôn, nhưng mà cái ô này thì to quá, còn trống khá là nhiều nên mình cũng để thêm một số bộ lẻ lẻ ở bên ngoài nữa, mọi người thấy không? Qua ô bên này sẽ là manga của nhà trẻ nè. Siêu nhiều luôn đấy mọi người. Rất là xinh luôn. Đấy. Tiếp tục bên này là Harry Potter. Trước đây thì Harry Potter luôn là một chiếc ô chiếm trọn spotlight trong kệ sách nhà Lai mọi người. Nhưng đợt vừa rồi thì mình có best bớt một số cuốn mà mình không có đọc. Còn lại thì chỉ có chừng này thôi. Đợi mai kia khi nào mà Harry Potter bản minh họa của Chim Kay ấy, mà nhà xuất bản trẻ sẽ phát hành thêm tập mới như là tập 5, 6, 7 thì Lai sẽ mua thêm, và lúc đó thì chiếc kệ này sẽ phải thay đổi thêm một chút. Bên này sẽ là văn học Nhật nè. Có rất nhiều sách từ các tác giả Nhật Bản. À, ngoại trừ bộ này. Bộ này cũng là còn trống chỗ nên Lai để chiếc box set vào đây. Bên này trống một cuốn tại vì Lai đang để ở trên thành phố nè. Tiếp tục bên này là các sách ngôn tình và truyện ngắn, tản văn đồ các thứ của các tác giả Trung Quốc. Ôi, trước đây là siêu nhiều luôn đó mọi người. Cũng may là mình best bớt được một số những cuốn sách mà trước đây mình đọc, nhưng bây giờ thì cũng không có ý định đọc lại nữa ấy. Lai vẫn tiếp tục best sách ở bên John Lai bán sách, mọi người hãy nghĩa qua thử ha. Bên này là Conan, trời ơi nhìn đẹp lắm luôn đó mọi người nè. Bên này tiếp tục là manga tiếp, cũng là của nhà Kim Đồng. Bên này tiếp tục là Kim Đồng nữa nha. Trời ơi nhìn cái dãy này màu sắc siêu đỉnh luôn đó mọi người. Đẹp dễ man. Lại là manga tiếp, trời mẹ ơi. Đợt năm vừa rồi thì Lai mua manga kinh khủng khiếp luôn đấy mọi người. Khi mà năm nay tổng kết và xếp lại mới thấy rất là kinh dị. Trời nhìn này, nhưng mà một dàn này đẹp dã man đấy mọi người. Trời ơi, nhìn mê kinh khủng. Bên này lại tiếp tục là chuyện nhà trẻ nè. Bên này là sách thiếu nhi. Cho các em nhà Lai có một bộ manga để đây nó hơi là quẹ một chút. Tiếp tục là sách thiếu nhi. Nhà Lai có nhiều em bé nhỏ nên Lai rất là đầu tư cho một sách thiếu nhi. Bình thường thì cứ đi nhà sách xong rồi lâu lâu gom về thì sẽ được rất nhiều như thế này nha mọi người. Ở dưới này là những em sách siêu to khổng lồ. Tiếp tục bên này là một vài em sách
kinh điển à. Nói chung cái kệ này cũng hơi lung tung một xíu. Bên này sẽ là sách tiếng Anh. Cái này là cái túi chống ẩm nhỉ. Mẹ lai mùa đâu lai cũng không biết, mà có nhiều bạn họ lai dùng lại nào lai cũng không biết chỉ kiểu gì nữa. Và bên này cũng là một số sách của văn học Việt Nam nhỉ. Với lại một vài cuốn linh tinh còn lại thì lai để hết bên này. Tiếp tục ha, còn một chiếc bàn bên này nữa. Ở trên này sẽ là một vài sách cũng hơi linh tinh mà lại ít đọc nè, hoặc là đã đọc xong rồi. Bên này thì là các tuyển tập của Hoa học trò. Dưới này là một số sách lai mới được tặng dạo gần đây, đang định lấy ra quay clip. Bên này thì là sách mới mua sẽ xuất hiện trong chiếc video Book Haul tháng 1. Bên này là một số sách mà lai định best lại. Bên này là một vài truyện tranh mà sắp tới lai cũng sẽ quay clip giới thiệu cho mọi người nè. Toàn là chuyện mới thôi. Đó, chiếc bàn này thì vẫn còn vừa bộn lắm mọi người, nhưng mà cũng không biết xếp sao nữa rồi. Vậy thôi, chuyên mục xem xí ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem chiếc video này. Tình hình dọn nhà và đón Tết của mọi người sao rồi mọi người? Năm nay thì thật ra Tết đến quá là sớm, và dường như là sau một cái đợt Covid nghỉ quá là lâu á, tụi mình cũng không có không khí Tết lắm ha. Nhưng mà Tết vẫn luôn là một dịp để tụi mình được nghỉ ngơi nè, được trở về với gia đình và được cùng với những người thân của mình cuối cùng bên nhau. Nên là mong rằng dù không khí Tết có nhiều hay không, và dù bên ngoài như thế nào, thì bên trong tụi mình vẫn có thể tận hưởng và enjoy cái Tết này nè. Vậy thôi, không xem xỉ nữa, để các bạn dành thời gian chăm chút cho bản thân và dọn dẹp nhà cửa nữa. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại mọi người trong những số tới ha. Bye bye. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Lai Đinh. Chào. Rồi, con lên ạ. Rồi, con lên. Ok chưa? Rồi, bơ hay rồi. Hello. Hello. Trong ngày hôm nay sẽ có xuất hiện của một nhóc tì đây, và sẽ hơi là sometimes you just gotta believe there's some